JD, you want this? Yes, Frozen. Okay, Frozen, come down here. Make up. Lên. Ở trên YouTube có một cái show mà người ta mở cái bộ make up này ra, mà lúc nào kêu nó mở cái show đó nó cũng coi cái bộ make up này hết, nên là Ngọc lên mạng nó coi. Mẹ ơi, cái... Ngồi xuống. Được rồi, ngồi xích ra. Ok, ngồi xích ra, tôi ra. Ok, hôm nay á là để mẹ nói cho Chay nghe nè. Là tại vì á mẹ thấy Chay cứ mở tivi là Chay đòi coi cái này, nên là mẹ mua cho Chay đó. Con cảm ơn mẹ chưa? Anna biết rồi, nhưng mà con cảm ơn mẹ chứ. Cảm ơn mẹ. Ôm lại mẹ, hôn mẹ miếng. Say thank you mommy. Yeah. Rồi, mở chơi đi. Wow, con tự mở đi. Đây nè, mở đường này nè. Lúc nào á hả? Ok, wow, cái đó là cái túi để con đựng đồ make up đó chay. Dục, bỏ cái đó ra đi con. Mở ra. Ok, I help you, help you. Rồi, wow. Cái túi đựng đồ make up đẹp quá. Có gì nữa không? Check out what you got. You got lipstick? Đây lại đi. Để the bag is for your stuff. Uh-huh. Trời ơi, lúc nào nó cũng lên nó coi người ta review make up hết. Cái bộ y chang bộ này luôn nè. Rồi, con mở ra đi. Oh, wow. Yeah. JD, nhà con phải dùng cái cọ này để con make up này, chứ con đừng có dùng cái tay. Don't use your hand. Đừng có dùng cái tay của con. Daddy, can you help her make open this up? Frozen, đúng rồi. Daddy, can you open this for her, please? The makeup wrap too. It looks like Anna. Katie, come here. Anna, red. Alright, got it. Katie, come here. Okay, just give it to her, baby. Just give it to her. Can I put makeup on your? No. She discovering her makeup, so it's not time to do it yet. Okay. No. Why did you do that? Why you do that? Okay, give it to JD. Well, if she discovers it herself, she's going to destroy it. Kêu ba mở con đi. Just so you know. She's going to destroy it anyways. No, we got to use it first. We got to paint her face. No, she can do it herself. Rồi, con okay. Làm đi. Làm đi. Do it. Whatever. Do it. Look at the mirror and do it. Mm-hmm. Làm đi con. She wants to look like. Làm đi. She likes it. Cắp đi. Không biết cái đây. Làm đây nè, đúng rồi. Ok xong rồi lẹ ha. Rồi cất vô chơi khác. Nè xuống môi nè. Em mở xuống môi con. Rồi xuống môi là màu gì đây? Xuống môi màu purple. Wow. Did you say thank you mommy? Wow. Let me see. Yeah, this is the lip gloss. Mấy cái sản phẩm này các bạn chủ yếu là dành cho con nít, nên là nó không có bị gọi là chất kích thích, chất ấy, chất đèn đồ này chất kia nhiều đâu, nên là mọi người đừng lo. Những cái đồ này đa số là toàn là ăn được không luôn á. Baby, most of these edible. You think? She's on the tube. Oh, are you on tubing? I'm on the tube. Oh, yeah. Oh, nhiễu vô đây rồi. Thấy chưa, cô đừng có nặng. Cô nặng là bị nhiễu vô á. Đẹp quá. Oh, thơm quá. Thơm mùi dâu. Wow, bây giờ nhìn cô chú làm. Rồi, giờ nhìn cô chú make up đi. Đây, mẹ cầm lên cho. Rồi, môi đẹp quá, nôi màu môi có môi màu blue đẹp quá. Rồi, cất vô vỏ, cái nào làm xong là cất vô hộp bịch đàng hoàng. Đúng rồi, bây giờ con có cái bịch make up của con riêng rồi đó nha chưa. Rồi, còn cái nào nữa? Ui, cái này là cái kiến nè. Mở ra coi cái kiến nữa. Cái kiến này để con nhìn vô cái kiến make up, mỗi lần mà con make up con nhìn vô kiến nè.
Đó. Đúng rồi, cho cô chú coi cho có make up. Ui chà, chú mỏ rồi này kia đi. Anh này đứng đây đứng cười. Where's your friend? Where? He's at grandma's. Ồ, oh, đó, cái cài đó, cái cài đó, đúng rồi. Con muốn mày cài cho con không? What is that? Oh, this is for the car. Oh, yeah. Yeah. Còn đây nữa nè. Mama, it's my mama. Mày lấy cho. Lấy. Ui. It's so hot. It's so hot. Nó nhờ nhờ anh lấy giùm đi. Anh lấy giùm cây đó. Đây này mới đi con trai mà cũng thích em. Đây kìa. Rồi. Say thank you, JD. Yep. This look like stickers. Yeah, sticker. You got a sticker for the nails. That's the nail sticker. Yeah. Rồi, xong màu và xong nữa. Ok. Mở ra, đúng rồi. Đó. Đẹp chưa? Rồi, cái kiến nào, cái kiến nào? Rồi, cầm cái kiến. Rồi, xong đi. What color is that? What color is that? No. What color is this? Pink. Pink? Red. It's red. It looks like pink though. Nó dặn lên á. Không không, con cứ để, con cứ để lên mà con làm luôn chứ con khỏi có quẹt cái tay con đó, cứ làm vậy đó. Đúng rồi, đó. Mắc cỡ. Trời ơi, đứa mắc cỡ. Đẹp quá. Quá xá rồi, quá xá và xa rồi. Không mà không. Không bỏ tay nữa. Không bỏ cam nữa. Đẹp không? Đẹp không? Mẹ cầm con. Ủa sao không chưa nãy kêu không cho mẹ cầm? Rồi. Nó đang sướng rưng người nó trống. She is literally so happy right now. Oh my god. Say, ask him, how do I look? Say, how do I look? Do I look like Halloween? How do you look? How do you look, Jade? You look like Anna. Oh, you look like Anna. Let me see, Jade. Let Daddy see. Oh, wow. Oh, wow. Hỏi nó hỏi nhìn hỏi nó là nhìn có giống Halloween không, nó nói không, nhìn nó giống Anna, công chúa Anna. Tôi ghê nó chưa. Trời ơi, nhìn y chang Anna với Elsa luôn á. Quá đẹp luôn nàng ơi. Rồi. Đẩy vô, đẩy nắp vô. Mà con có vui không? Ủa nó nghe nè, mà sao trong cái hộp này không có cái sơn móng tay ta? Mày nhớ cái hộp có mấy cái máy chai sơn móng tay nữa mà sau này không có? Có bán lộn không vậy? Baby, I thought there was like 3 bottles of nails too. Nail polish. Ooh, doesn't look like any. I'm with purple. It's purple, đúng rồi, màu đó màu tím. Nhìn vô đây, nhìn vô đây. Nhìn vô kiến. Đúng rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? Wow, có một người đã có makeup. Trời ơi, con nó nâng niu cái bộ đó, nó nâng niu còn. Mẹ không được. Không được đâu hả? Daddy, đóng lại giùm đi Daddy. Close it up for her, chị Daddy. Okay. Wow. Con cảm ơn ba. Wow. Mom, it's Olaf. It's Olaf. It's Anna. It's Anna. Elsa. It's Elsa. No, no, JD. This is Elsa. And this is Anna. Yeah. And this is Ola. Oh. Đã quá. Con cảm ơn mẹ chưa? Con nói thank you, mommy. Thank you, mommy. Dạ ơi. Này, cô chú mới mua được giày mới nữa. Cô chú quên nữa. Quên phe cô chú nữa. Mới mua giày mới nữa đó. Đẹp không cô chú? Đó, dạ đẹp không? Đó.
kêu đường chân nó ra đây, hai chân nó ra từ từ làm sao đổ nữa. Ừ, ngày nó đổ ra cái đống này cái trăm lần. No, my. My. This is my. Okay. Okay. Mẹ. Ừ. This is my. Mẹ. Nhờ mới cấp mẹ ha. Okay. Nó nghe nè, con cho mẹ chơi với nha. Okay. Muốn mới cấp mẹ. Muốn mới cấp mẹ hả? Dạ. Rồi bây giờ cái mặt tôi tan nát cho nó nè. À, mấy cấp mẹ tha 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 đúng rồi. Mẹ anh à. Vui. Lúc nào coi tivi nó cũng mở, nó coi người ta mở cái hộp đồ chơi y chang về ra nè. Rồi nó nằm coi miết coi miết coi miết rồi đó. Người ta review, người ta mở ra đồ chơi đó. Oh wow, cô chủ ơi, hồi nãy giờ nó mê mẩn. Cô đưa cái mẹ coi con mắt của con coi. Ui chào ơi, rồi ơi. Cô chú coi nó xếp đồ chơi nè. No mai. No mai. No mai. Wow. Hả? Rồi bây giờ làm cho mẹ đi. Ui trời ơi. Chơi nè, chơi nhìn chơi đi. Hãy mát cho mẹ mát mát bị phốc. Ừ. Rồi. Quá đẹp luôn. Nào. Nãy giờ ngồi mê mẩn chơi cái này cả tiếng đồng hồ. Nào. Trời, giờ tới cái đó phải không? Dạ, tôi cấp này. Màu đó màu gì á? Màu pink. Mê mẩn. Giờ mấy cấp Halloween hả? Mấy cấp ai? Cấp cấp Anna. Cấp Anna phải không? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời. Ngồi im, ngồi im. Ngồi im, ngồi im. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi gì em nhúc nhích. Ồ. Trời ơi, móc gì cục bự chưa chà bá lửa vậy? Hả? Móc gì cục bự chị chả bá lửa sao đẹp? Làm vậy là không có đẹp. Đẹp. Không, làm vậy sao đẹp được coi nè. Nó làm vậy kêu đẹp. Nó có một cục là phải giúp cho tôi thêm cục. Ok xong. Ok xong, cảm ơn nha. À, à chiếc qua đây nữa, bên kia, bên đây chưa có, đúng rồi. À. Trời ơi, mấy cấp gì mà lấy cái ngón tay mà làm vô, kép vô cà cục gì trời. Rồi vậy sao mở mắt ra? Ồ oh, wow. Rồi chết vậy sao mở mắt ra? Hả? Trời ơi đó làm trời ơi trời. Thôi thôi nghỉ. Trời. Trời con nó mấy cấp tôi nè. Nè coi hai mẹ con mấy cấp nè. Rồi coi kiến, coi kiến. Ui trời đẹp quá, đẹp y như Elsa luôn. Mẹ là Elsa chứ không phải Elsa nữa rồi trời ơi. Mẹ trời ơi, đâu đó, thấy chưa? Trúng mắt mẹ rồi đó, thấy chưa? Nó không xin lỗi mẹ đi. Xin lỗi. Oh wow. Đẹp quá, mẹ cảm ơn cây nha. Sương môi hả? Dạ. Coi như đây mà nó ngồi nó chơi. Nó nào nó chơi nãy là cả tiếng đồng hồ luôn nè. Nó bái nó chơi này nó tiếng. Mở sao? Mẹ mở giùm con. Con cầm cái điện thoại cho mẹ đi. Rồi. Cái sức này của cao. Thôi ở cái gì. Bỏ cao. Dặn xuống, dặn lên, dặn lên. Cầm điện thoại cho mẹ, mẹ dặn cho. Nè, dặn nghe nè. Đó. Rồi, quá đẹp luôn. Quá đẹp. Quá đẹp rồi. Ok. Xong. Xong. Bắt lại lại. Lại nắp lại. Đúng rồi. Ok, xong. Ok. Con nhìn coi. Con nhìn coi nè, con nhìn coi nè. Chơi à, nhìn cái miệng con nè. Xong rồi.
Bây giờ mẹ chỉ chơi nè. This is your favorite park, right? Cô chú ơi, hôm nay dẫn chơi đi một cái công viên mới nha cô chú. Cách nhà khoảng nửa tiếng đồng hồ đó. Công viên này màu sắc này nè, đẹp biết sao. Ủa đi lên đường kia chứ sao lên đường đó? Hả con, đi lên cái đường kia chứ. À ở trong đây nè. Wow, là mấy cái miếng nhựa này nè, là con nít nó có té cũng không có đau nè, không có đau bằng. Right, you like it? Yeah. I like this a lot better. If you fall, you just bounce. Uh-huh. It doesn't hurt. Yeah, it's not like the wood chips. Oh. Ah, you shocked me. Đây, đi lên trên kia rồi tuột xuống con. Đi đàng hoàng đi, kiểu gì lạ. Đi lên đi, ba giúp con lên kìa. Lên đi, ba chị ấy lên. Chú, làm gì đó. Làm gì đó. What are you gonna do? Làm gì? Ô, bà ơi, bà còn nhỏ quá bà ơi, bà chơi mấy cái này chưa được. Rồi leo kìa. Rồi leo lên, leo lên. À, đánh trống hả? New drummer? Đánh trống hả? Chơi, con leo lên đường này nè chơi. Thôi, để mẹ leo mẹ chơi. Mẹ lên đây mẹ chơi nha. Rồi, đây, mẹ giúp cho. Không, cái gì, coi đây. Rồi, không có sợ, tụt xuống. Một, chị hey, chị trời ơi bà nhát, bà nhát dễ sợ luôn á. Tụt xuống đây nè. Ok daddy, look ok one baby, this way good job JD. Rồi. Ngồi xuống đàng hoàng. Ngồi xuống mẹ quay. Yeah. Can you hold this? Just hold it. Yeah. Đấy, ngồi xuống. À, mẹ ngồi xuống không? Ok. I'm sorry, what was that? I couldn't hear you. Oh, okay. The center? Yeah. There's usually somebody there. If Bob isn't there, Bob isn't the only one that usually is there. If he's not there, if his BMW's not out front, then he either is working from home or, and then somebody will be there maybe at 10 o'clock. Yeah, Bob's, and Bob's there. Aha! Cái này là chơi giống như chơi bập bên nè. Con gì đâu. Trời ơi, hai cha con nó nặng ký quá. Một mình tôi bập hơi không nổi luôn. Hai cha con đó. Chay phải qua đây ngồi với mẹ mới đúng. JD, you gotta be on my side because daddy is so heavy. That, JD, watch it. Nhìn JD, watch it. JD, watch it. JD, watch this. Watch this. Nhìn đây nè, nhìn đây nè, nhìn đây nè. Watch it. Nhìn nè. Wow. Because I want to go to Whole Food to buy some chicken. Oh, okay. That's a crappy hair tie you got there. Right. Okay, let's do it. Giỏi, ngồi xuống. 1, 2, 3. Trời ơi, gì trời. Gì trời. Nóng hả? There's no way to get nóng out. Qua đây. Nóng qua đây.
Ok. Bà dùng lý do bà làm đủ thứ xuống. 1, 2, 3. Xuống có kẹo nè, kẹo đây, kẹo. Ồ, kẹo đây. Bỏ xuống đây nè. Rồi. Hay bỏ kẹo xuống đây nè. Con xuống rồi con lấy. 2, 3, candy. Xuống đây. Why you slowing it? Wow. You want candy? Oh, I just dropped the candy. Candy đó mất tiêu rồi. Mày mới làm rớt rồi mất tiêu rồi. Oh, it's up there. The candy's up there. Oh, the candy's up there? Yeah. Rồi. Okay, go. Up to get the candy. Daddy, can you bring her? Yeah, here. Come here. Đây ba. Ba cho lên chảnh lấy lại kẹo nha. Trời ơi, sao ba xuống đây ba lấy kẹo đó chứ không phải ba xuống ấy đâu, phải không? Không mấy sao mà sao kêu cho ba lên được. Trời ơi, ba gì kẹo. Tưởng ba không sợ gì mà ba sợ. Ba này ba sợ độ cao nè, trời sao giống như trời. Sợ độ cao nữa. Trang, ngồi xuống. Xuống. Thấy đây nè, here. Candy's here. Rồi, xuống đây lấy con. Mạnh lên nha, ngồi xuống mạnh lên. Go. Wow. Rồi, dục lên chảnh lại, dục kẹo lên đây. Dục kẹo lên kia luôn. Oh, she threw it back up there. Rồi, đi lên lấy kẹo. Daddy, bring her. Daddy. Rồi, trời, nó đi lên đường đó. Để coi đi lên được không nha, đi lên từ từ thôi nha. Đi lên từ từ thôi. You got it. Yeah, that's hard. That's over there. Ngay chỗ khúc đó khó. You got it. Nào, đi tuột xuống rồi không dám tuột nhưng mà dám đi lên bằng chân từ ở trên đây đi, từ ở dưới đi lên. Bây giờ có được không? You didn't get it. Okay. 1, 2, 3, go. Woo! Woo! Yay! Oh, wow. Cao quá. Scary. Yeah, no, it's not scary. Hay quá. Giỏi quá. Đứng lên luôn. Hay lắm bồ ơi. Rồi con muốn ngồi lên đó phải không? Cái này cho em bé, mình lớn rồi ai ngồi. That's for baby. Bà không khôn lắm, bà chọn cái an toàn là không có té bà. Bà khôn dễ sợ không? Ở đây có biết bao nhiêu cái luôn mà bà không ngồi. Bà lại bà ngồi bà thấy cái nào an toàn nhất bà lại bà ngồi coi được phải không? Rồi nha, 2, 3 đứa. Wow. Giỏi quá. Trời ơi, bà sợ cái ngồi cái kia bà té bà đó, ớn bà chưa? Cái này không, hồi bữa mà ngồi cái kia ở đằng cái công viên đằng kia là cái mặt bà căng thẳng lắm. Mà giờ bà ngồi ở đây là bà biết bà không có té nè, bà không có căng thẳng nè, bà sợ dễ sợ không? Nó chạy quá trời chạy. Anh nó chạy quá trời chạy. Nó chạy ai chịu nổi trời ơi. Thôi, okay, còn cái này kìa nó cười nó vui kìa. Còn cái kia là nó. Wow. Mạnh dữ. Wow. Trời ơi. Thôi, còn cái kia là cái mặt căng thẳng, ngồi là nắm chặt vô căng thẳng, còn cái này biết là không có đường nào mà té nổi. Con sợ hả? Cái gì đâu sợ. She said she's scared. Có gì đâu sợ.